Chào mừng các bạn đã đến hoặc quay trở lại với kênh YouTube của ReviewOS. Và trên bàn của mình bây giờ là máy massage cầm tay Kingtech Lux 450. Đây là một chiếc máy massage cầm tay mình thấy rằng nó khá đặc biệt, bởi vì dành cho một đối tượng, đó chính là những ai ở một mình, hoặc là những ai mà không muốn nhờ vả người khác nhưng vẫn muốn tự massage lưng cho bản thân. Ok, mời các bạn cùng mình bắt đầu video để tìm hiểu kỹ hơn nhé. Và mình là Công, tới từ ReviewOS. Nếu như các bạn quan tâm chiếc máy này thì mình sẽ để đường link ở phần mô tả để các bạn tiện tham khảo nhé. Như các bạn đã thấy ở trong banner thì mức giá của Lux 450 cũng khá là dễ chịu, chưa tới 1 triệu đồng là các bạn đã có chiếc máy của chúng ta rồi. Thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn mở hộp trước để xem là khi mua về chúng ta được những gì nhé. Hộp sản phẩm thì đây, trông khá là đẹp nhưng mà mình lấy hết mọi thứ ra ngoài rồi nên là mình sẽ bỏ xuống. Đầu tiên và cũng quan trọng nhất đó chính là phần thân máy của chúng ta, Lux 450. Ở trên máy này thì mình đang lắp sẵn một đầu massage rồi nhé. Tiếp theo thì các bạn sẽ có đó chính là 5 đầu massage nữa với những cái chức năng khác nhau. Các đầu massage này thì mình thấy có khá là nhiều chủng loại, nói chung là để phù hợp cho các bạn massage trên toàn bộ cơ thể với rất là nhiều mục đích. Một chút nữa thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn. Tiếp theo là một cái đế. Đế này thì trông nó nhỏ gọn như vậy thôi nhưng mà giá trị của nó mình thấy lại khá là lớn. Khi mà chúng ta để máy thế này thì tốn nhiều diện tích, vì vậy các bạn chỉ cần đặt lên đế. Đó, nó lại vừa an toàn vừa vững chắc mà lại đỡ tốn diện tích của bạn. Ở trên đế này thì sẽ có vị trí để bạn để thêm được hai cái đầu massage nữa. Ví dụ ở đây là mình hay dùng cái đầu massage bấm huyệt chẳng hạn thì mình bỏ đây. Hay là mình hay dùng cái đầu giãn cơ thì mình cho thêm. Nhưng mà hơi tiếc một tí là cái này chỉ cất được tối đa là 3 đầu thôi, một đầu trên máy và hai đầu ở dưới này. Tức là chúng ta vẫn còn 3 cái đầu nữa sẽ phiêu dạt ở bên ngoài và khi không sử dụng có thể các bạn sẽ cần phải cất đi chỗ khác. Tất nhiên là không thể nào thiếu một cuốn sách hướng dẫn sử dụng rồi. Cuốn này có tiếng Việt luôn để tiện lợi đọc nhá. Và chúng ta đến với phụ kiện cuối cùng, đó chính là cục sạc dành cho thiết bị. Thì cục sạc này nó sẽ có một đầu sạc là đầu tròn nhá. Để sạc lại thì bạn chỉ cần đơn giản là cắm vào đây. Đó, như thế này là xong. Nhưng mà lưu ý một chút là giữ kỹ cho mình cái này, bởi vì là chấu sạc của chúng ta là chấu tròn, không hề giống như chấu sạc điện thoại bây giờ đâu. Điện thoại bây giờ nào là Type-C, nào là Micro, nào là Lightning, chứ không dùng cái chấu tròn này. Tới phần tiếp theo, đó chính là về thiết kế của Lux 450. Thì khi mà cầm cái sản phẩm này, thực sự là mình không nghĩ là chúng ta lại có nó nữa, bởi vì nó làm mình liên tưởng đến cái cây đấm lưng ngày xưa. Cái cây đấm lưng dài dài, nhưng mà cái cây ấy nó nhỏ lắm. Và tất nhiên để đấm được thì bạn cần phải cầm tay đập bộp 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 thế này. Và đôi khi nó rất là mỏi tay. Nhưng mà với em này thì bây giờ chúng ta chỉ cần đơn giản là đặt ở sau lưng của bạn và di từ 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 từ. Như thế này là xong, máy sẽ đấm cho bạn. Nó đỡ được rất là nhiều cái việc thao tác đấm tay của chúng ta. Và đặc biệt là với người già, khi mà mọi người không thể nào còn đủ sức để đấm cả ngày thế này nữa, thì bây giờ thay vì việc làm vậy, mọi người chỉ cần cầm và di đơn giản từ trên xuống dưới. Với một thân máy dài như thế này và được thiết kế là cong 120 độ thì chúng ta hoàn toàn có thể là cầm vào đây, sau đó là thực hiện việc di từ trên xuống dưới và đấm xuống tận phần thắt lưng của chúng ta luôn mà không cần phải nhờ vả bất kỳ một ai cả. Thì việc này mình thấy nó khá là tiện lợi. Và tiện lợi nhất là với ai? Là với những bạn bây giờ mà đang ở một mình, không có ai để có thể nhờ vả đấm lưng hộ cả. Hay là với những bác có tuổi thì bây giờ nhà thì đồng ý có con có cháu, nhưng mà con thì đi làm, cháu thì đi học, lúc này chúng ta biết nhờ ai? Vậy thì đây, một cái sản phẩm để khắc phục được điều đó. Và về cái phần tay cầm này thì cũng được bọc silicone nhá, nên cầm vào khá là mềm. Và silicone còn giúp chống trơn trượt khi mà chúng ta sử dụng. Về việc điều khiển và sử dụng thì mình thấy không khó. Ở đây chúng ta có tất cả là 4 nút nhưng mà chỉ cần tập trung vào nút màu đỏ thôi. Đây là nút nguồn. Bấm một phát để bật máy lên sẽ có tiếng tít một cái để biết đã bật thành công. Và khi bật lên thì mặc định tốc độ sẽ là mức 2 nhá. Bạn có thể giảm về mức 1 ở việc bấm nút trừ ở đây, hoặc là tăng lên mức 3 ở việc bấm nút cộng ở đây. Đó, đây sẽ là mức mạnh nhất của chiếc máy này. Còn nút nằm ở trên cùng là nút mode ấy, thì đây là nút sử dụng để thay đổi các chế độ đấm ở trên máy. Sẽ có tổng cộng là 4 chế độ khác nhau. Bạn có thể thử qua để xem cái chế độ nào là bạn thích nhất. Còn nếu như bạn không chọn chế độ nào, nó sẽ là đấm liên tục và đấm rất là đều đặn. Còn khi mà bật chế độ lên, nó sẽ là đấm một tí rồi ngắt, đấm một tí rồi ngắt. Nếu như mà so sánh với chiếc quạt của chúng ta, nó giống cái chế độ gió tự nhiên ấy. Quạt cứ chạy ù xong lại tắt một cái, xong chạy ù tắt đi một cái. Và trong khi sử dụng thì thực tế là mình thấy mình chỉ thích để ở chế độ đấm liên tục thôi, chứ mình cũng chưa cảm thấy thực sự quá hữu ích với những cái mốt đằng sau. Vì mình cảm thấy là đang đấm một tí lại ngừng, đấm một tí lại ngừng, nó cứ như kiểu khiến cho mình đang ăn ngon lại phải dừng ấy. Còn tất nhiên là với trải nghiệm của mỗi người thì có thể khác nhau. Vì vậy bạn cứ thử qua tất cả các mốt. Chúng ta thử mốt 1, mốt 2, mốt 3, mốt 4 xem là cái nào phù hợp nhất với thể trạng cơ thể của mình để chúng ta sử dụng. Tiếp theo là về việc thay đầu massage có dễ hay không? Cũng rất là dễ nhá. Nó như kiểu là vặn chai nước thôi. Đây là đầu massage. Muốn tháo ra thì mình chỉ cần xoay thế này. Như vậy là mình tháo xong. Và mình sẽ lựa chọn một đầu tương ứng với cái thứ mình đang cần. Ví dụ như mình muốn massage đấm huyệt chẳng hạn thì đây sẽ là đầu mình cần. Và chúng ta chỉ cần xoay vào. Đó, giống hệt như là xoay nắp chai. Như vậy là xong, rất là chặt. Và có thể là đấm thoải mái, không hề sợ có chuyện bị bay ra ngoài.
Chúng ta đến với điểm cuối cùng ở trong thiết kế, đó chính là về cân nặng. Với chiếc máy massage này thì tổng trọng lượng của em nó là khoảng tầm 800g. Mình không nhớ chính xác con số đó, mình sẽ hiển thị ở ngay phía trên này để các bạn nhìn được. Nhưng mà với 800g này thì nó sẽ tương đương với súng massage của chúng ta. Tuy nhiên thì em này sẽ có một cái vấn đề, đó là nó nặng ở phía đầu. Đâm ra là khi các bạn cầm để massage thế này thì bạn sẽ cảm giác là tay của chúng ta có vẻ nó nhanh mỏi hơn một chút so với việc dùng súng massage. Và chính vì vậy thì mình có lời khuyên là với những bạn trẻ thì các bạn mua thoải mái, không cần phải suy nghĩ gì cả. Tay chúng ta còn trẻ còn khỏe, cầm nó dễ lắm. Nhưng mà với những người trung tuổi một chút ý, thì khi mà chúng ta định mua máy này thì mọi người nên thử lấy tay cầm một cái vật gì đó nặng tầm 1 cân và cầm nâng lên nâng xuống thế này xem là bây giờ tay chúng ta nó còn khỏe và còn chịu được hay không. Nếu như mà tay còn chịu được thì hoàn toàn có thể sử dụng em máy này, bởi vì là trọng lượng của em nó chỉ tầm 0,8 cân thôi, tức là hoàn toàn chưa tới 1 cân. Mình chia sẻ thêm cái điều này ấy, bởi vì mình biết rằng là bây giờ vẫn có những bác mặc dù là có tuổi nhưng vẫn đang đi làm nông chẳng hạn hay làm công việc gì đó thì tay mọi người cầm cái đồ tầm gần 1 cân thế này là quá bình thường. Nhưng mà cũng sẽ có những bác bây giờ mà tay chúng ta bị yếu rồi, không thể nào cầm được. Vì vậy thì mình mới đề cập thêm vấn đề cân nặng để các bạn cân nhắc trước khi mua. Chúng ta đến phần thứ ba, đó chính là về trải nghiệm sử dụng. Thì cái đầu đấm mà mình sử dụng nhiều nhất là đây, đầu massage tròn. Khi mà mình dùng cái đầu này thì mình cảm thấy là nó quá đa năng đi, mình có thể sử dụng ở bất kỳ vị trí nào trong cơ thể của mình cũng được. Và mình có thể là đấm từ phần lưng của mình này cho tới phần thắt lưng, hay là mình sử dụng cho tay chân của mình thì đều được hết, là cái đầu massage tròn này. Và mình nghĩ rằng là với những bạn trẻ chúng ta thì chỉ cần cái đầu này thôi là đủ rồi. Nếu như bạn nào cảm thấy là em này đấm vẫn chưa đủ áp phê thì đây, các bạn vẫn sử dụng cho mình đầu tròn nhưng mà cái loại có nhiều điểm hơn. Cái điểm này hơi nhô nhô lên một tí nhá. Và mình bổ sung thêm một chút là tất cả các đầu đấm của chúng ta đều có thiết kế từ nhựa hết nhá. Chỉ riêng cái đầu massage bấm huyệt là các bạn sẽ có thêm một chút silicone ở phía trước. Rồi, đây là cái đầu sẽ giúp chúng ta có một trải nghiệm phê hơn, sâu hơn. Những bạn nào mà chúng ta đang cần một cái trải nghiệm mạnh thì có thể thử ngay qua em đầu này cùng với lại chế độ đấm cao nhất, tức là mức 3. Còn nếu như các bạn muốn massage vào một chỗ nào đó và chỉ một điểm duy nhất thôi thì đây sẽ là cái các bạn cần. Nhìn nó hơi gợi hình một tí, anh em đừng tưởng tượng nhiều quá. Rồi, tóm lại đây là cái đa năng và mình sử dụng nhiều. Thì khi mà đấm bằng em này thì mình thấy rằng thực sự nhá, nó không có phê bằng chiếc súng massage. Súng massage cảm giác lực của nó vẫn nhiều hơn và phê hơn. Hoặc cũng có thể là bởi vì súng massage khi mà massage thì mình sẽ có một người cầm tay để nhấn vào như thế này, nên là lực tác động đến lưng của mình nhiều hơn. Và để các bạn dễ hình dung hơn thì đánh giá theo trải nghiệm cá nhân của mình về độ phê, súng massage mà 10 điểm thì em này được khoảng tầm từ 7 đến 8 điểm. Ngoài ra thì trong quá trình sử dụng, mình đã cố tình sử dụng cái đầu đấm tròn này và đấm vào những khu vực có xương ở phía đằng sau lưng mình xem là có đau không. Thì mình thấy rất thú vị, đó là mình không bị đau. Cảm giác thì hơi nhói nhẹ một tí thôi, nó không đau như lúc mà mình sử dụng súng massage đâu. Nên là các bạn yên tâm nhé, cho dù là ở nhà các ông bà nhà mình có tuổi rồi, chả may gì vào khu vực có xương ở trên lưng cũng không sợ bị đau. Và đây là cái đầu massage mình sử dụng nhiều thứ hai. Bởi vì người trẻ chúng ta khi mà các bạn đi lại nhiều thì hay đau bắp chân, hay là hôm nào mà nâng đồ nhiều thì đau bắp tay. Mình sử dụng chính cái này để mình massage toàn bộ khu vực bắp tay của mình. Và chỉ cần mình sử dụng thế này sau tầm khoảng 7 phút thôi là mình đã cảm nhận ngay cái sự khác biệt rồi. Lập tức là cơ tay cơ chân của mình nó giãn ra, nó khá là dễ chịu. Hoặc là mình đang bị nhức cơ như vậy, nhưng mà khi sử dụng đầu massage này thì cái phần cơ của mình nó sẽ nhả ra và nó không bị nhức nữa. Tất nhiên là với những ai bị nhức nặng thì cần phải massage lâu hơn. Còn với mình hôm đấy thì gọi là xương xương, nên là tầm 7 phút là ok. Và đến với em đầu massage bấm huyệt, chúng ta không cần phải đi ra đâu để massage bấm huyệt cả. Bạn có thể tự ở nhà và massage bấm huyệt cho bản thân mình. Nếu như ai chưa biết là huyệt đạo nằm ở đâu thì có thể lên mạng để search nhá, để tìm hiểu các điểm huyệt. Thì ở đây sẽ có tất cả là 3 cái đầu được nhô ra, và 3 đầu này của chúng ta đều có phủ silicone hết, nên bạn có thể an tâm về cái độ an toàn. Và cũng chính nhờ việc là có silicone này nên tác động vào bên trong nó khá là sâu, nó có thể tới được điểm huyệt ở trên người của bạn. Và khi mà chúng ta massage đúng huyệt như vậy thì cơ thể của bạn cũng rất dễ dàng được thư giãn và lại còn là massage sâu nữa. Nhưng mà có một yêu cầu nhỏ với đầu này là nhớ tìm đúng huyệt đạo để massage nhá. Còn lại ở đây thì mình còn 3 em đầu nữa, nhưng mà thực sự thì mình không sử dụng nhiều lắm. Thì vừa rồi thì mình đã nói chức năng của 2 cái đầu này rồi. Chúng ta chỉ còn một cái này thôi, cái này gọi là đầu massage từ tính diện rộng. Tức là khi bạn nào chúng ta muốn sử dụng để massage một cái khu vực lớn, một khu vực rộng ở trên cơ thể thì bạn có thể sử dụng cái này. Ví dụ như là mình massage ở phía đằng sau này của mình chẳng hạn này, phía bả vai này, hay là massage ở phía bụng chẳng hạn, chúng ta dùng cái này cũng được vì nó khá là rộng và có nhiều những cái đầu nhỏ li ti để tán đều lực xung quanh. Phần 4, cơ chế an toàn. Với thiết bị này thì các bạn sẽ có hệ thống tự động ngắt sau 10 phút. Nếu như chẳng may chúng ta cho người già sử dụng mà mọi người để quên nó không tắt đi thì sau 10 phút thiết bị cũng tự động tắt và đảm bảo an toàn. Nhưng mà có một điểm mình phải lưu ý, đó chính là cái khe hở ở đây mình cảm thấy nó hơi lớn. Nhất là khi mình lắp cái đầu tròn này này, nên là chẳng may bé nào nhà mình mà tay quá nhỏ thò vào đây thì mình thấy nó hơi nguy hiểm. Nên là tốt nhất chúng ta giữ bé tránh xa khỏi thiết bị khi mà sử dụng nhá. Đồng thời thì khi chúng ta đang sạc vào thiết bị, các bạn cũng không nên sử dụng. Và tất nhiên là Kingtech đã tính tới điều này rồi, nên là hệ thống đã tự động vô hiệu hóa đi để khi các bạn sạc pin thì không thể nào bật máy được.
Mình xin bổ sung thêm một chút, đó chính là về vấn đề độ ồn khi sử dụng. Thì nếu như mà chúng ta sử dụng ở chế độ cao nhất của máy ấy, thì mình đã có đo thử, mình thấy rằng là độ ồn không vượt quá 43 decibel. Như vậy là chúng ta cũng không lo rằng tiếng ồn sẽ làm phiền tới các bạn nhé. Mà thực ra là các dòng sản phẩm cao cấp bây giờ thì động cơ ở bên trong đều là động cơ tốt, nên là chúng ta sử dụng sẽ không bị quá ồn. Còn khi mà các bạn mua những sản phẩm nó quá rẻ và chất lượng nó quá là trời ơi đất hỡi đi thì mình nghĩ là mới ảnh hưởng đến vấn đề độ ồn thôi. Phần cuối cùng ở trong video là về thời lượng sử dụng pin. Thì theo như Kingtech đưa ra, máy có thể hoạt động liên tục 120 phút mới cần sạc lại. Còn trong trải nghiệm thực tế của mình thì mình có dùng đan xen giữa 3 chế độ thấp có, vừa có, mạnh có. Và khi mình sử dụng như vậy thì máy hoạt động liên tục được khoảng tầm 100 phút thì mình sẽ cần sạc lại pin cho máy. Tính ra 100 phút như vậy là mình có thể massage được tầm 10 lần mới cần sạc lại. Còn khi mà chúng ta sạc lại thì các bạn nhìn này, cái đế lại một lần nữa phát huy tác dụng của nó là giúp chúng ta dễ dàng cắm sạc vào đây mà không cần phải lo là dây sạc bị vướng víu hay là bị làm sao cả. Chứ còn một số thiết bị mà cắm sạc ở dưới thế này nhưng lại không có giá đỡ thì trông rất là khó chịu. Khi các bạn để trên bàn, nhiều khi nó lăn lăn qua lăn lại, chúng ta cũng sợ là gãy mất dây sạc. Nhưng mà đây, riêng cái này các bạn để sạc tiện lợi, dây dợ nó không bị dính vào đâu cả. Tới đây thì Công sẽ kết thúc video đánh giá về máy massage cầm tay Lux 450, một chiếc máy massage cầm tay cán dài trông khá là thú vị. Và các bạn có thích em này hay không, cũng như là các bạn có định lựa chọn hay không thì nhớ để ý kiến ở phần bình luận cho mình cùng biết nhé. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau của Review OS.